chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 25 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ cá thương phẩm tại huyện Ân Thi. Thành phố Hưng Yên quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Náo loạn thị trường vận tải khách ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đến chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Tặng hoa chúc mừng toàn thể ngành y tế Hưng Yên nhân ngày truyền thống của ngành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc đội ngũ cán bộ y tế nhiều sức khỏe, hạnh phúc, phát huy tinh thần đoàn kết để tiếp tục sự nghiệp giúp người, cứu người, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Toàn ngành cần giữ gìn y đức như lời căn dặn của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương toàn ngành thời gian qua làm tốt công tác phòng chống dịch cũng như khám chữa bệnh thường xuyên cho nhân dân. Sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tuy số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng lên, nhưng công tác thu dung, điều trị được tổ chức tốt. Số ca chuyển nặng, tỷ lệ tử vong rất thấp và chủ yếu là do bệnh nền. Số bệnh nhân phải điều trị tập trung giảm, các trường hợp điều trị tại nhà đều đảm bảo điều kiện, phát huy hiệu quả tích cực, huy động tốt các nguồn lực xã hội cho công tác phòng chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, ngành y tế cần tiếp tục triển khai nhanh việc bao phủ vaccine mũi 3, hướng dẫn cụ thể hơn về phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhất là đối với bệnh nhi, tránh tình trạng lo lắng thái quá, sử dụng các biện pháp chữa trị không đúng, không hiệu quả. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nghị quyết số 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn để tiến tới toàn tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, mở cửa toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội, tiến hành đúc rút kinh nghiệm, bài học về công tác phòng chống dịch, từ đó tính toán lại việc phát triển hệ thống y tế trên toàn tỉnh, chú trọng đến y tế cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nội dung văn bản nêu rõ, những ngày gần đây tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng cao mỗi ngày. Nhiều ca F0 trong cộng đồng không có triệu chứng, không xác định được nguồn lây, có hiện tượng F0, F1 không khai báo, tự sử dụng thuốc điều trị COVID-19 không theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, khó kiểm soát nguồn lây. Chính quyền cơ sở, doanh nghiệp và một bộ phận người dân có tâm lý lơ là, chủ quan, thực hiện không nghiêm những quy định về công tác phòng chống dịch, đặc biệt không tuân thủ yêu cầu 5K, làm phát sinh nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hạn chế thấp nhất mức độ lây lan dịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là công điện số 170 của Thủ tướng Chính phủ và công điện số 235 của Bộ Y tế. Các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn đi công tác ngoài tỉnh phải có kế hoạch cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định được sự đồng ý của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước phải gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị địa phương. Có việc cần thiết ra ngoài tỉnh phải báo cáo xin phép thủ trưởng cơ quan và thực hiện quy định khai báo y tế, cách ly theo quy định. Người hàng ngày đi lại làm việc giữa Hưng Yên và các tỉnh lân cận phải thực hiện nghiêm một cung đường, hai điểm đến, không tự ý đi lễ chùa, đi du lịch. Sở Y tế chỉ đạo cơ sở y tế ở địa phương tối giản quy trình thủ tục để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thực hiện thủ tục khai báo xét nghiệm xác nhận, bố trí đủ lực lượng tiếp nhận, hướng dẫn những người thuộc nhóm nguy cơ F1 đến khai báo, làm xét nghiệm nhanh tại cơ sở y tế. Khuyến khích người dân chủ động chuẩn bị vật tư y tế tại nhà, tự mang bộ test nhanh đến làm xét nghiệm trực tiếp tại cơ sở y tế, nơi đến làm việc hoặc tự làm xét nghiệm tại nhà và gửi kết quả qua mạng xã hội theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.
điều phối phân tầng điều trị kịp thời phù hợp để hạn chế tối đa nguy cơ tử vong, đảm bảo trang thiết bị y tế, oxy y tế, máy thở, giường cấp cứu và các điều kiện cần thiết, tuân thủ phác đồ trong điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật cấp độ dịch tại địa phương đến từng thôn phố, căn cứ tình hình cấp độ dịch trên địa bàn, chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, quản lý chặt chẽ các hoạt động theo cấp độ dịch ở địa phương, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan. Tăng cường triển khai xét nghiệm, tầm soát phát hiện F0 đối với người thuộc nhóm nguy cơ, người sống, làm việc chung, người cùng gia đình với F0 để đảm bảo việc tầm soát phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thực hiện nghiêm, quyết liệt, triệt để việc truy vết F1, thông báo danh sách ở cấp thôn, khu phố để tổ COVID cộng đồng giám sát cách ly. Tổ chức tiêm vaccine thần tốc hơn nữa, hoàn thành tiêm mũi 3 cho đối tượng trên 18 tuổi trong tháng 2 năm 2022, mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Chuẩn bị điều kiện triển khai ngay việc tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong tháng 3 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩy hoàn thành tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 3 năm 2022. Triển khai sớm nhất việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay sau khi được cấp phát, đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ em. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc kiểm tra các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương hướng dẫn đến 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Trần Quốc Văn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, Ban Vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sử dụng quỹ năm 2021 và phát động tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh. Năm 2021, toàn tỉnh đã vận động được gần 6,5 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch đề ra, hỗ trợ được trên 5.300 lượt nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2022 được triển khai từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 21 tháng 4. Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam các cấp phấn đấu vận động được trên 11 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh yêu cầu năm 2022, Ban vận động quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam triển khai các hoạt động rà soát nhu cầu và tổ chức hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam kịp thời, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót, cần rà soát và kiện toàn thành viên ban vận động. Trong tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, để mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo phấn đấu và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngay tại lễ phát động, nhiều đơn vị doanh nghiệp cơ quan và nhiều cá nhân đã hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ được trên 100 triệu đồng. Ngay sau lễ phát động tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2022, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiền Lữ. Ngôi nhà được khởi công xây dựng là của gia đình chị Trần Thị Hải Yến, tổng diện tích hơn 60m². Gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam. Hoàn cảnh của chị Yến rất khó khăn, cả hai vợ chồng đều mất khả năng lao động, bị khuyết tật ngôn ngữ và giảm thị lực. Vợ chồng chị có hai con nhỏ, hiện đều sống chung với bố mẹ già, là lao động chính trong gia đình. Ngôi nhà cũ trước đây rột nát và ẩm thấp, nhất là vào mùa mưa. Ngôi nhà khởi công sẽ sớm hoàn thành, khang trang hơn, giúp gia đình chị có cuộc sống tốt hơn. Nhằm hỗ trợ các thành viên hộ nuôi cá vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện nay, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi đẩy mạnh liên kết trong các khâu sản xuất, tiêu thụ. Hiện nay, Hợp tác xã đang áp dụng việc mua chung vật tư, thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu để tự chế biến thức ăn cho cá, đã tiết kiệm được từ 10 đến 20% chi phí đầu tư.
đặc biệt do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Vấn đề đáng lo ngại nhất của các hộ nuôi thả chính là khâu tiêu thụ. Tháo gỡ khó khăn trên, Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ đã đứng ra bao tiêu cho các thành viên, thậm chí cả những hộ nuôi liên kết với hợp tác xã. Được biết, tính riêng năm 2021, hợp tác xã cung cấp ra thị trường trên 300 tấn cá các loại, doanh thu đạt trên 13 tỷ đồng. Trong đó, các hộ như Nguyễn Văn Thịnh, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Văn Anh thu được trên 500 triệu đồng một năm. Với việc chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng, hợp tác xã hiện có đủ năng lực là cầu nối hỗ trợ các thành viên yên tâm hơn trong sản xuất. Năm 2021, thành phố Hưng Yên đã giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao là 175%. Phát huy kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm 2022, thành phố đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch. Theo kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố Hưng Yên trên 538 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh trên 186 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố và các xã phường. Nhờ tích cực chủ động thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 2 tháng đầu năm, thành phố đã giải ngân gần 68 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch năm, tăng gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó tập trung vào các công trình dự án trong các lĩnh vực giao thông, đô thị. Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, cùng với tập trung đầu tư và thực hiện khởi công các công trình dự án, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Cừ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung, định hướng, ứng dụng công nghệ cao. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh đặt quyết tâm cao trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện Phù Cừ đạt trên 62 triệu đồng một năm, giá trị thu trên 1 hectare canh tác đạt trên 200 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Hiện toàn huyện đã có 9 trên 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 9 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những tiền đề quan trọng để Phù Cừ tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Với những mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống của người dân được thay đổi rõ rệt bằng những hình thức như từ nhà ở đến công việc, vệ sinh và sinh hoạt của mọi người dân. Chúng tôi xác định là huyện có hai thế mạnh là phát triển về nông nghiệp và trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mặc dù việc triển khai thực hiện hai tiêu chí nó khó khăn hơn so với việc tập trung nguồn lực để thực hiện một tiêu chí, nhưng mà chúng tôi xác định giống như là chúng ta hình dung đấy, chúng ta ở trong một cái ngôi nhà khang trang mà ngôi nhà đó thì lại coi như là có cái cảnh quan, có cái môi trường trong lành thì cái niềm hạnh phúc nó nhân đôi lên. Đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, định hướng ứng dụng công nghệ cao. Tại hội nghị bàn các giải pháp thực hiện đề án, huyện Phù Cừ đã đưa ra các giải pháp tập trung thực hiện như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, công tác lãnh đạo quản lý, làm tốt công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng các hạng mục hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa các nguồn vốn, có cơ chế đặc thù đối với hai tiêu chí mẫu về sản xuất và môi trường. Thời gian tới thì đối với xã Minh Tiến sẽ tập trung xây dựng các cái khu sản xuất tập trung, các cái tuyến đường giao thông và đặc biệt là cái khu chăn nuôi tập trung. Và chúng tôi quan tâm đến là xây dựng cái hệ thống tiêu thoát nước cho các cái khu chuyển đổi. Chúng tôi tuyên truyền tới từng cán bộ hội viên của mình, góp phần của mình vào việc bảo vệ môi trường bằng các việc làm như là tích cực trồng nhiều cây xanh, rồi tích cực trồng nhiều các tuyến đường hoa để cho cảnh quan nó thêm xanh tươi sạch đẹp, xử lý rác thải tại nguồn. Với những kết quả đạt được từ việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cùng sự quyết tâm cao trong chủ trương và hành động của cả hệ thống chính trị, tin rằng huyện Phù Cừ sẽ thực hiện được những mục tiêu đề ra, sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.
quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng núp bóng xe hợp đồng, xe ghép chuyên chở khách liên tỉnh đang là vấn đề bức xúc đối với các doanh nghiệp vận tải và là một trong những nguyên nhân gây nhiễu loạn thị trường vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để trị dứt điểm căn bệnh này lại không dễ vì quy định điều kiện kinh doanh vận tải hiện hành còn nhiều kẽ hở. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thời gian gần đây, tình trạng xe hợp đồng hoạt động ngày càng nhiều, đón khách, trả khách ở mọi nơi, mọi lúc. Các xe này thường được gọi là xe limousine. Trong vai hành khách có nhu cầu đi Hà Nội, sau khi gọi điện đến tổng đài của nhà xe. Sáng ngày 22 tháng 2, hãng xe này cho xe đón phóng viên ở hai điểm tại thành phố Hưng Yên và điểm đến của nhóm phóng viên là khu phố cổ của thành phố Hà Nội. Và để đến được địa điểm như mong muốn, nhóm phóng viên đã bị nhà xe này đổi xe tới 3 lần trên dọc đường sau hơn 1 giờ di chuyển. Ông Duy tiếp đâu? Thế xe kia đâu? Đấy anh ạ, chắc 2-3 phút nữa. Ông nhìn xe họ quen rồi. Đi vào phố thì anh chở vào. Vâng. Có khách ở trong phố đi ra đây thì anh lại chở ra giao cho các cái xe này. Hưng Yên thì ok. Không chỉ có xe limousine mà thời gian qua trên địa bàn tỉnh còn xuất hiện loại hình xe ghép chuyến. Với những ưu điểm nổi bật, đón tại nhà, trả đúng điểm nên dịch vụ xe ghép cũng đang trở thành lựa chọn của người dân. Vẫn trong vai hành khách, ngày 23 tháng 2, chúng tôi tiếp tục đặt xe. Nhưng mà... Anh ơi, sáng mai em muốn lên Hà Nội. À, vâng, ok. Anh đi mấy giờ? Tầm 8 giờ nhé. Ok anh, ok. Đã như nào anh? Trong giữa một người ấy rồi. Theo tìm hiểu, hiện có nhiều lái xe đã thành lập nhóm, hội xe ghép phục vụ các tuyến liên tỉnh và một số tuyến ngoại tỉnh. Trong hội của nó tầm 4-5 xe đấy, nhưng mà chia thành các nhóm lẻ hẳn. Vâng, giá thì... Đối với xe limousine, do là xe hợp đồng dưới 10 chỗ, không phải đăng ký danh sách hành khách và điểm đón trả với Sở Giao thông Vận tải trước khi thực hiện hợp đồng. Còn đối với xe ghép, chủ yếu là loại xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ, mang biển kiểm soát, nền trắng, chữ và số màu đen như xe gia đình. Do vậy, khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã vấp phải không ít khó khăn. Điều này đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường vận tải và làm nhiều tuyến xe khách cố định, tuyến bus đứng trên bờ vực phá sản. Cho đến nay thì các phương tiện, các đơn vị cũng chỉ hoạt động được 30-40% cái công suất thôi. Thế và chịu ảnh hưởng lớn nhất đối với cái loại hình xe dù, xe ghép, xe tiện chuyến, xe limousine, giá hình. Trong giá cả thì nói thật ra là giá nào có thể là người ta cũng vẫn chở được, chứ không như doanh nghiệp thì phải niêm yết vé, báo cáo thuế. Khoảng một năm nay là gần như là doanh nghiệp gần như là làm ăn đa phần là thua lỗ. Không chỉ làm hỗn loạn thị trường kinh doanh vận tải hành khách vốn đang được quản lý chặt chẽ, dịch vụ xe limousine, xe ghép còn làm thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Đặc biệt, hành khách còn phải chịu thiệt thòi về trách nhiệm dân sự nếu như có sự cố xảy ra. Đi xe ghép thì nó sẽ không có bảo hiểm nhưng mà vì sự tiện lợi của nó thì mình vẫn đi. Thực sự cũng là rất là phiền toái nhưng mà cũng không biết làm thế nào cả. Họ không phải xin cấp phù hiệu, không chịu bất cứ điều kiện kinh doanh nào. Thì nó thất thu thuế ở nhà nước và nó phá vỡ quy hoạch tuyến. Và cái này hành khách đi xe thì không được bảo hiểm. Vì không có vé mà. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc hành khách lựa chọn một loại hình dịch vụ không được cơ quan chức năng kiểm duyệt, quản lý sẽ gây khó khăn trong việc bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Để tạo môi trường cạnh tranh công bằng giữa các loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, chống thất thu thuế kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn cho hành khách thì các lực lượng chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, việc sớm đưa loại hình dịch vụ xe limousine, xe ghép vào khuôn khổ pháp luật là hết sức cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, để có cái nhìn tổng thể về vấn đề này, trong chuyên mục Tạp chí Kinh tế Phố Hiến được phát sóng vào 20 giờ 15 phút tối mai, thứ Bảy ngày 26 tháng 2, chúng tôi sẽ mời đến trường quay vị lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên để phân tích thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho loại hình vận tải khách chính thống, đồng thời có biện pháp xử lý đối với các loại hình vận tải trá hình, vi phạm quy định của pháp luật và làm thất thu thuế của nhà nước. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng nếu Kiev đáp ứng các điều kiện do Moscow đặt ra. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đã thể hiện sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại với người đồng cấp Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga muốn Ukraine phải duy trì tình trạng trung lập và cam kết không triển khai vũ khí trên lãnh thổ. Theo ông Peskov, đây là những điều kiện có thể giúp đạt được mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của chính quyền và người dân Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ xác định thời điểm đối thoại với Ukraine, nhưng nhấn mạnh Nga sẽ chỉ đàm phán nếu Tổng thống Ukraine sẵn sàng. Phản ứng trước động thái quân sự của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson và lãnh đạo EU cùng nhiều quốc gia khác vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với nhiều cá nhân và thực thể tại Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 2 thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga để phản ứng với cuộc tấn công của Moscow vào Kiev. Các lệnh trừng phạt này sẽ bao gồm phong tỏa tài sản các ngân hàng lớn của Nga và cắt giảm xuất khẩu công nghệ cao tới quốc gia này. Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt với các lĩnh vực chủ chốt. Những biện pháp trừng phạt này bao trùm lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải, hàng hóa, cũng như kiểm soát xuất khẩu và tài trợ xuất khẩu, chính sách thị thực. Tương tự, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố các biện pháp trừng phạt với hơn 100 cá nhân và thực thể của Nga. Nhật Bản, Australia cũng công bố các biện pháp trừng phạt khác nhau. Lãnh đạo hãng dược phẩm Moderna của Mỹ vừa qua bày tỏ kỳ vọng đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc trong năm nay, nhưng dự báo sẽ cần đến mũi tăng cường hàng năm. Theo lãnh đạo của Moderna, có đến 80% khả năng COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu vào cuối năm nay do bùng phát lây nhiễm Omicron tạo ra lớp miễn dịch tự nhiên kết hợp với tỷ lệ bao phủ vaccine không ngừng tăng. Đó có thể là điều kiện tiến tới giai đoạn COVID-19 là bệnh đặc hữu mà virus sẽ phát tán trong cộng đồng, không hoàn toàn biến mất. Moderna cũng cho biết họ đang phát triển vaccine tăng cường hai thành phần, pha trộn giữa loại Spikevax với vaccine tăng cường đặc trị Omicron. Mẫu vaccine này được cho là sẽ tạo ra hiệu quả bảo vệ lâu dài trước các biến chủng khác nhau của virus corona so với các loại hiện hành. COVAX, cơ chế tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu cho biết họ hiện đang dư thừa hơn 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. COVAX thông báo trong tháng 1 năm nay, COVAX có 436 triệu liều vaccine để phân bổ cho các quốc gia. Tuy nhiên, các nước có thu nhập thấp chỉ đề nghị phân phối 100 triệu liều vào cuối tháng 5. Do đó, cơ chế COVAX còn dư tới 300 triệu liều. Đây là lần đầu tiên trong 14 lần phân bổ mà COVAX đã thực hiện nguồn cung vaccine cao hơn nhu cầu sử dụng tại các quốc gia. Việc nguồn cung vaccine dồi dào cũng giúp thế giới vơi bớt nỗi lo về đại dịch COVID-19, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy mở cửa biên giới trở lại, khôi phục kinh tế và du lịch, đưa học sinh trở lại trường học. Các nhà cổ sinh vật học thông báo vừa tìm thấy bộ xương 170 triệu năm tuổi của một loài bò sát bay ăn thịt đáng sợ có sải cánh dài tới 3,8 mét. Trong báo cáo hôm 22 tháng 2, các tác giả mô tả đây là một phát hiện loài rực long hay còn gọi là thằn lằn bay hoàn toàn mới. Hóa thạch của sinh vật này được tìm thấy tại bãi biển trên hòn đảo Skye của Scotland. Với chiều dài sải cánh ước tính từ 1,9 đến 3,8 mét, đây là loài thằn lằn bay lớn nhất từng được biết đến trong kỷ Jura. Mẫu vật là một trong những hóa thạch thằn lằn bay được bảo quản nguyên vẹn và đẹp nhất trên thế giới. Xương của loài này thường rất nhẹ vì chúng chứa đầy túi khí. Thằn lằn bay là động vật có xương sống đầu tiên được biết đến đã tiến hóa để có thể bay, một kỳ tích mà chúng đã đạt được khoảng 50 triệu năm trước khi loài chim làm được điều đó. ROC, máy bay lớn nhất từng chế tạo tính theo sải cánh, vừa qua đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm lần thứ tư thành công. Máy bay đồ sộ này do công ty Stratolan chế tạo với mục đích chở và phóng các phương tiện lên không trung. Nó có sải cánh 117 mét, hơn gấp đôi sải cánh của máy bay thương mại thông thường.
ROC đã bay lên trời khoảng 1 tiếng 43 phút, đạt độ cao tối đa là 4.572 mét. Chuyến bay chủ yếu nhằm kiểm tra quá trình co lại của thiết bị hạ cánh và chứng minh thêm các khả năng của máy bay. Công ty Satolan được thành lập vào năm 2011 với mong muốn chế tạo ra phương pháp mới, tiết kiệm chi phí hơn để phóng vệ tinh từ giữa không trung thay vì sử dụng tên lửa. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay diễn ra vào hồi tháng 4 năm 2019. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.